À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai về đạo Phật. À, có khi à, những, có khi nhìn à, thấy à, cái đầu vàng cái đầu vàng trên không, giàn, chung, không của mình, chung của mình, à. mình à. À, có những người à, có, có người, mình, những người làm công việc bận biểu gì Mà giống như người ta ở giữa đường người ta lấy Phật luôn. Những người Tại vì ta không ở nhà được Nên ta bật cái điện thoại lên ta Giữa đường ta lễ vật Thấy cái những người gì luôn Nên nói rằng là Cái đậu tràng này là cái đậu tràng Di động quá đúng Cái đậu tràng của Thời đại 4.0 Quá đặc biệt Nghĩa là mỗi lúc mỗi nơi đều Có thể dùng công tu được vì nhớ là Mỗi ngày chúng ta niệm Phật lễ Phật là chúng ta đang Tưới tẩm cái bồ đề tâm của chính mình vì để ý là Một con người khó khăn phiền não cỡ nào đi chăng Nhưng mà chỉ cần niệm Phật lễ Phật Thì từ từ sẽ giảm Vì cái câu Phật hiệu này Giống như nó tưới tẩm lên Cái tâm tham sân si của mình giảm bớt lại cái tâm tham sân si giống như cái tâm khô cằn sỏi đá ấy. Cái tâm nó thô, cái tâm nặng nề Cái tâm phiền não mà nhờ câu Phật hiệu Là cái quả giác của Phật tưới lên Từ từ dưới rồi Nó bị tiêu mắt Nhưng câu Phật hiệu này hay lắm Sáng mình dùng công mình tu thờ gì Mà nhất là tu thờ xong gì mà mình ngồi nói chuyện với nhau Nó tiếp nhận nó Tiếp nhận sâu lắm Tại vì mình vừa tu xong một thời mình tán tán bổ nguyện Mình hiểu được nguyên lý niệm Phật Nó sẽ được lợi ích như thế nào Nên từ nơi đó mà gọi là hành giải nó thù thắng Hành giải rất thù thắng Nên một câu vật hiệu này niệm Phật lễ Phật là nó đang Giúp cho cái bồ đề tâm chúng ta kiên cố Mà bồ đề tâm kiên cố là ngay chỗ là Cái tâm tham lam, cái tâm tình chấp mình giảm bớt đi Thì bồ đề nó phát triển lên Phát triển lên Ví dụ như một con người mà tham sân si quá nặng đi Thì tức khắc câu vật hiệu này bị niệm không vô Vì cái đó nó chướng ngại Chướng ngại Nên trong kinh Đức Phật dạy là Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Đức Phật còn nói rằng Một câu vật hiệu này niệm lên thì Tiêu 80 ức kiếp Trọng tội sanh tử Mà tại sao chúng ta niệm mà mà mình thấy sao nó chơi chơi ngộ quá Vì sao Ví dụ như giờ mình đang niệm Phật lễ Phật đi Mình đang Nghe chia sẻ Phật Pháp đi Mình đang nghe vậy đó Mà chỉ cần chiếc điện thoại reo thôi Là chiếc điện thoại nó kéo mình bỏ Phật Bỏ Pháp Nó bỏ tăng Ví dụ như chiếc điện thoại có nhiều người mình Không phải người nào cũng vậy Nhưng mà thử quý vị đang niệm Phật lễ Phật Mà chiếc điện thoại reo một cái đi. Tức khác lúc đó vì chạy đi nghe điện thoại Đó là bỏ vào niệm Phật Mà lúc đó là lúc quan trọng nhất Lúc đó là lúc quan trọng nhất Tại vì Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng Là lúc quý vị niệm Phật Buông xuống những cái vô lượng phiền não Buông xuống những cái vô lượng tình chấp Thì nó buông những thứ đó Thì lấy cái quả giác của Phật Mình niệm Lên Thì lúc đó nó mới sanh vô lượng công đức còn lúc này mình niệm danh hiệu Phật Cái miệng mình niệm Nhưng cái tâm mình nó quá nhiều tạp tâm tạp niệm Mà tạp tâm tạp niệm Nó sanh từ tâm mà tâm là gốc Miệng chỉ là cành lá thôi không? Nên cái gốc nó sanh ra vô lượng công đức Mà mình lại lấy cái gốc Thành tạp niệm tạp tâm của thế gian Nên mình niệm Phật nó chỉ sanh phước báo thôi Chứ nó không phải là vô lượng công đức Mà nó sanh vô lượng công đức là nó phải đi từ ngay cái chỗ Chúng ta khi niệm Phật Phải dọn cái tâm của mình Lên công phu một một tiếng đồng hồ này Phải dọn cái tâm mình Giảm tối đa về tạp tâm tạp niệm Thì sanh công đức rất lớn Nghĩa là công đức thì nó là rất viên mãn Nhưng đối với chúng ta là phàm phu thì Chúng ta nói công đức lớn công đức nhỏ đi Để với cái tâm phàm phu mình nó phù hợp Chứ công đức là bình đẳng đó Nha. Nên từ nơi đó mà Mình thấy rõ ràng luôn đó Thí dụ như giờ mình đang niệm Phật lễ Phật đi Mình nghe ở đâu bên ngoài ai kêu réo gì Hoặc là cái tiếng gì bên ngoài là mình đi bị dẫn đi liền Để ý đi Hoặc là có những người niệm Phật lễ Phật để điện thoại kế bên Để có, có, có ai gọi không Cái ai gọi nghe liền Đó. Nên mình niệm Phật nó không có vô lượng công đức Nó chỉ được lợi ích phước báo Một phần nào không lớn Nên quý vị nhớ rằng là nếu như chân thật niệm có vật hiệu này thì sẽ chuyển nghiệp cái nghiệp quý vị biết rằng là cái hoàn cảnh bên ngoài là sự lặp lại của tâm mà tâm đã nhớ Phật niệm Phật thì nó chuyển cái sự lặp lại của tâm thì nó chuyển cái cảnh bên ngoài thí dụ như có cái cô này ngoài Phú yên gia đình cô làm nghề giết chó sau này gia đình cô chết thì người từng người từng người Tới cô là bị tai biến Cô là bị tai biến rất nặng luôn Mà những đứa ngồi đó cũng nói nhiều lần Tai biến rất là nặng luôn Có nghĩa là còn một số tiền Giết chó mà lờ đó Thì đi đến gặp người này người kia Thầy bà đâu Là chỉ cái này cái kia cái Tiền muốn sạch luôn Thì lúc đó được người ta tặng một chiếc máy Của những đứa chia sẻ cô nghe Khi cô nghe rồi lúc đó cô không còn tiền bạc vật chất gì nữa là cô chỉ còn toàn tâm toàn ý niệm phật và không có buồn nữa như vậy mà cô niệm phật mà quý vị biết rằng cô tay biến mà đến mức mà miệng cô câm luôn không nói chuyện được luôn đây là một luôn khi sau này cô vô cô lễ quan âm là lúc đó cô nói chuyện mập mà được và đi tay chân nó quạt quẹt 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 những lần thứ hai thứ ba lần sau thì vị biết rằng là khi cô vô cô rất khỏe và nói chuyện ra tiếng rõ ràng có nghĩa là nó dọn hết những cái tâm bận tâm này kia Mà nó niệm có vật hiệu phát ra từ tâm luôn Mà từ tâm mà phát ra luôn Thì tức khắc là nó chuyển cái hoàn cảnh bên ngoài luôn Nên chúng ta niệm Phật mà không chuyển được cái cái hoàn cảnh bên ngoài Là vì trong tâm mình quá nhiều tạp niệm Mình phải công nhận chỗ này nó có, có nghĩa là tướng do tâm sanh mà tướng là hoàn cảnh Mà tâm sanh ra cái cảnh bên ngoài này Vì vị để ý thì lúc mình niệm Phật Quý vị có những lúc quý vị vô niệm Phật được an lạc nha vì vì chỉ nhìn cái gì quý vị cũng thấy đẹp dễ thương như có những lúc những đức niệm phật như đức nhìn quý vị lễ phật ở trong như đức ấy thấy vui và dễ thương mà có những bữa như đức niệm không vô như đức quý vị thấy quý vị thấy ghét không lẽ tắt cái tivi liền lễ gì thấy ghét mà Đó. thì quý vị thấy rõ ràng là từ tâm sanh thôi Đó. nếu bữa nào mà niệm phật vô đều thấy rất dễ thương luôn thấy người nào cũng dễ thương thấy bà cụ đồng hiệp cũng dễ thương thấy người già cũng dễ thương thấy người xấu dễ thương người đẹp dễ thương ai cũng dễ thương nhưng mà bữa nào cái tâm đã không vui rồi thấy hai vợ chồng trần lâm lễ vật cũng thấy ghét <laughs> Kỳ cung vậy đó. đó 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 thấy chưa cái tâm này nè tất cả pháp từ tâm tử sanh mình đi đậu thừa người ta bên ngoài tác động nhưng thật sự là cái hại là mình nè nên cái lúc mà quý vị mà tu vô rồi quý vị mà thông cái tâm rồi nha quý vị sẽ thấy mình có lỗi còn nếu như có những lúc quý vị bế tắc Quý vị sẽ thấy người ta có lỗi Người ta là người có lỗi với mình Tôi không có lỗi Tôi nhiệt tình mà làm sao tôi có lỗi Chúng ta chỉ nhìn được cái hiện tại Chúng ta không nhìn được quá khứ hiện tại bị lai Thấy không Nên lúc mà mình bình tĩnh mình sẽ thấy nhân quả Là cái hôm nay người ta đối xử với mình Là cái của năm xưa mình đã gieo cho người ta Nên mình muốn trả vứt cho rồi Nên dù bao nhiêu lần người ta làm lỗi với mình, bao nhiêu lần người ta hại mình, bản thân mình vẫn thấy đó là điều mà chúng ta phải trả để mình về sanh về thế giới cực lạc. Nên từ đó mà quý vị biết rằng nè, nếu như bản thân chúng ta đời này sanh về thế giới cực lạc thì tất cả những người hại mình là chúng ta đều tu lợi tha. Quý vị nhớ chỗ này nghe, tâm từ bi nó sanh lớn ngay chỗ này nè. Tất cả những người hại mình, những người mu hại mình và chửi mắng mình quyên rủa mình tất cả những người này là những người giúp cho chúng ta kiên định tâm hơn để sanh cực lạc nếu như quý vị phát tâm từ bi thì quý vị phải sanh cực lạc thì họ không đọa địa ngục nếu như quý vị đi đọa địa ngục là họ sẽ đọa địa ngục tại vì chính họ não hại mình chính họ đã làm mình phiền não nên khi quý vị chửi một người mà phiền não thì quý vị đọa là chắc chắn Tại vì người này quý không nên chửi họ Người này vì không nên hại họ Giống như Vua Ca Lợ Hại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Trong tiền kiếp Hại ngay một vị tu chân chích Khi hại gần chết xong Thì Ngài phát nguyện rằng Tôi sẽ đổ ông đầu tiên khi tôi thành Phật Thấy không Vì Ngài sanh tâm cảm ơn Vua Ca Lợ hại Ngài Nên Ngài mới, Có thể tu được hạnh nhân dục ba la mặt viên mạng vua ca lợi nó hại quá đúng người còn mình thì hại không đúng người mình hại ngay có người phiền não mình hại ngay của người sân si thì mình tiêu à. <laughs> mình tiêu là chắc chắn mình chửi ngay cái người mình chửi mình chửi nó nó chửi mình mình chửi nó nó chửi mình là quý vị tiêu chắc chắn là không nói dòng do vì còn tiếp tục chửi đó thì vì chưa thuộc tại vì sao quý vị đỏ là chắc không nói dòng do chứ vì chửi người nào mà nó không chửi quý vị càng chửi nó càng niệm phật thì vì cứ chửi nó đi chửi đến chừng nào bởi vì được tác động bởi vì niệm phật luôn thì lúc đó vị thành công chắc chắn luôn nên sự cứu độ của chúng ta là mình chưa phải mở tâm lực nên mình không giúp được chúng sanh duy nhiên đức kết chúng sanh nhiều lắm để làm rất nhiều cái dị kỳ lắm các ừ. vị nhớ những những cái động niệm phật mà ngủ những cái hình chụp mang gì đâu này, đó, là bị chửi biết bao nhiêu mà nói mà những cái công đoạn đó là được coi nhiều nhất rồi những cái đoạn vô quan tài là 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 coi nhiều nhất thì nhớ không nhận không đó 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 Đã có duyên hết rồi có duyên hết rồi hiểu không khi những đức làm cư sĩ là cái điều người ta đang chú tâm xem xét đó 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 nên những đức làm rất nhiều việc dị kỳ gì ở thế gian này nó quá dị hỏng <laughs> những đức làm việc nhiều việc dị kỳ giờ thế gian nhiều việc dị hỏng dị hỏng nó thích coi dị kỳ vì coi cái gì mà lạ lạ kỳ kỳ Là nó thích con còn cái gì mà niệm vật lấy vật thì nó ít con cái vậy đấy thì đúng không nó cái gì mà kỳ lạ thì nó coi gì ví dụ như vợ chồng nó lộn nhau nó đâm chém nhau mổ bụng nhau giật đồ thì coi cái mấy triệu người nhưng mà nếu nói gì thiện không còn vì sao vì nói gì thiện giống như mắng người vậy vì giờ nó bắt hiếu cha mẹ nhiều quá nó có hiếu chịu nổi không có đó từ nơi đối vì thấy chưa Nó phải làm cái chuyện gì nó dị hộp một chút Để cho người dị kỳ coi Nó coi để nó kết duyên đi Nó lặn theo cái giờ dây nhân viên đó Mà mình tiếp tục niệm Phật nó lặn theo mà tiếp tục nó, nó theo nó Sợi dây mình kéo nó kéo 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 theo từ từ Tuy là thấy là nó nó, nó, nó giống như là gọi là là mình, mình mình làm cho nó chửi mình là là tạo nghiệp đấy nhưng mà cái nghiệp thì nó giảm đi nó không có cái nghiệp thì thì không có cái nhăn quý vị nên gọi là phật bồ tát độ sanh thuận và nghịch nó đi từ từ to nó dẫn theo từ 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 đến một ngày nào tự nhiên nhân viên lúc họ phải bị một cái gì đó cái họ nhớ lại lời của mình nó từng lúc trước nói mà nó chữ mà nói sát sanh hại vật ở bị này bị kia nó chữ quá cho chữ nhưng mà sau này nó bị thiệt lúc đó nó mới tìm tìm hiểu đó là cái sợi dây của sân si mà dẫn dắt đến giác ngộ nhưng mà mình phải kiên định nghe chứ nếu mình chữ lại nếu như quý vị chữ ai mà ta chữ quý vị lại bị đừng chữ nữa thì biết rồi đó chữ không đúng người cái ừ. vì rèn ai mà ai mà bỏ tu thì bị đừng rèn nữa vì bị rèn là bị đỏ địa ngục chắc chắn luôn như chưa đó nên quý vị đừng có thử ai thử ai mà người đó mà người ta phiền não thì đừng thử nữa đó. đừng thử <laughs> tại vì sao quý bị đỏ chắc chắn luôn nó như vậy vì cứ chữ nhân đức thoải mái đi không chữ những vị đâu <laughs> vì nhân đức muốn gì cực lạc nó, nhất là trong thời điểm này vì cái chữ thoải mái chữ thả ra luôn vì cái thí nghiệm như thế thoải mái này tại vì nó quyết tâm à. quyết tâm là đời này phải về cực lạc à. giờ đem cái mạng này ký gỡ luôn mạng ký gỡ Đó. nên là tất cả các bạn xem đang ngồi đây cố gắng niệm phật ha vì nghe những công đoạn này thì đức biết biết trung tâm mới bị lúc này đang đang vui lắm phải không đang rất là vui <laughs> Đúng không? Tuy là chúng ta ở xa nhau nha Nhưng mà những đứa chỉ cần nhìn vào Cái cái con mắt của <laughs> Cái máy quay phim thôi Đúng không? Là con mắt những đứa đang nhìn quý vị Và quý vị đang nhìn vào Cái chiếc điện thoại Là chúng ta đang bốn mắt nhìn nhau thì ta thấy Trong cuộc đời có những loại bốn mắt nhìn nhau Mà làm nhau đau khổ chưa Còn chúng ta là bốn mắt nhìn nhau làm nhau giải thoát em <laughs> không nên, nên, nên có những cái cặp mắt mà nhìn nhau làm nhau đau khổ thật sự quý vị có quý vị ơi quý vị thấy trong cuộc đời rất nhiều con người đang ngồi đây đã từng có những giây phút nhìn nhau bốn con mắt mà gì mà đã kéo nhau gần hết cuộc đời khổ đau từ tóc đen mà thành tóc bạc tạo bao nhiêu nghiệp chướng gì cặp mắt ban đầu đó đó quý vị nó Tạo bao nhiêu nghiệp chướng về cặp mắt ban đầu đó, và chiếc đầu bông, rồi chiếc nhẫn cưới, nó là những kỷ niệm làm nhau đau khổ, mà tóc bạc trắng, bạc phơ, bao nhiêu nghiệp chướng đã tạo ra gì? Bốn con mắt nhìn ban đầu, đó. <laughs> kinh khủng quý vị Còn bây giờ chúng ta mỗi ngày cũng nhìn nhau, nhưng mà chúng ta lại nhìn nhau truyền tải tư tưởng cho nhau để mà sanh cực lạc đi. Nào chứ không đòi hỏi nhau điều gì cả. Đó nên bốn con mắt này nên nhìn nhau Thường Thường phải nhìn nhau mới được Tại vì sao? Vì nó câu thông bồ đề tâm Đó Sáng lễ Phật Khắp nên hướng về nhau Để cầu sanh cực lạc Nó thành một lực lượng cầu sanh cực lạc mạnh mẽ Giống như một khu rừng như vị không thể nào nói một khu rừng mà một cái cây được Một cái cây sao nói một khu rừng được quý vị Có ai nói mà đi vô khu rừng mà chỉ có một cái cây chơi chọi không nên đại chúng thì không lấy con mình quý vị gọi là đại chúng Đại chúng là đông người Ở đây gọi là đại gia đình gọi là đông người Nên từ nơi đó mà Một khu rừng thì nhiều cây Nên gió thổi cỡ nào Mọi cái cây nó chịu 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 lên chút Nên nó tồn tại Còn chúng ta cùng niệm vật đông người gì Nó trở thành một cái quái lực Như một khu rừng vậy Gọi là đại gia đình Đây gọi là gì? Đại gia đình đoàn kết mà trong đại gia đình này có người mạnh, người yếu, người khỏe, người bệnh. Có những người có tặc nguyền trong đây. Nhưng chúng ta cũng như một khu rừng, có cây to, cây nhỏ, cây bé, mầm non, đại địa là đắt. Từ nơi đó nó đều kết hợp lại hết. Chúng ta phải đoàn kết lại để đem cái môn tình độ này mở rộng ra. Đó là sự từ bi của mọi người niệm Phật chúng ta đó quý vị. Nên chúng ta nên đưa lên một cái kế hoạch cho cuộc đời mình sự mình muốn giảng sanh cực lạc Thì phải làm sao Thật sự tôi muốn giảng sanh cực lạc Thì phải làm sao Vui trả nợ Dù người có não hại tôi bao nhiêu lần Cũng vui trả đi Còn nếu lần này chưa vui được Thì chữ lại đi <laughs> Rồi lần sau với kinh nghiệm Lần này đó Thất bại dấp ngã rồi Lần sau quyết định phải cố gắng chứ đừng, cũng đừng đừng nên làm mình ấm ức quá quý vị đừng nói, mấy tháng nay dụng công quá trời luôn bữa nay chửi một cái mất tiêu nghĩ tụ không đừng nên như vậy quý vị chúng ta có có thể bị thất bại và chúng ta lấy đó để làm kinh nghiệm cho cái sự thành công à, giống như chúng ta leo thang quý vị từ cái nấc thang thấp nhất leo từ từ lên chứ có những khi leo cũng bị chật chân quý vị nhưng xong chúng ta tiếp tục leo nữa cuối cùng chúng ta leo lên đỉnh cao nhất người ấy đứng ở dưới hỏi sao anh leo hay dưới nó không hay tao leo bao nhiêu lần tao mới lên trên cao được gì đó mày mấy lần thiệt chân cẳng chay tâm lính gãy lên cái răng mày mới lên trên cao đó đó con chứ không phải dễ ăn đâu con à hay không nếu mà bây giờ thí dụ như bây giờ mình tu một ngày là mình an lạc mình vui mình tự tại vô cùng thì bị biết rằng là có những người nó công nhận tôi thấy anh chị tu tôi, tôi tôi thấy ham ghê vì đâu mà nó an lạc nó tự tại quá chật không có đâu con không có đâu em Nha. chịu khó lắm phiền não sân si đủ chuyện nhiều lần lắm rồi cuối cùng suy nghĩ ra được gì đâu rồi cuối cùng mới được an lạc nó vị biết rằng ngày hư văn ngày tu ngày tu giỏi vô cùng giỏi mà ngày bị bị hành hạ mình bị đánh vì bị... ngày hư văn trong phim thì không có gì đâu trong chuyện sự thật ngày hư văn ngày bị người nhật đánh không tưởng tượng được đánh dữ lắm đánh đến mức mà bị viết ngày sức hồn ngày đi lên cung chờ đau sức luôn lên nó đánh lễ với lạc bồ tát nó rồi ở khỏi nhân gian ghê gớm quá con tu hành thôi mà đánh đập con giả mang đánh không tưởng tượng được thôi con ở đây con không về nhân gian nữa đâu với lạc bồ tát nói rằng về đi con nghiệp con trả chưa xong Chừng nào con trả xong con chở lên đây Ngày dở lại Hồn nhập bầu sát tiếp tục bị đánh nữa về chưa Bây giờ mỗi ngày chúng ta chịu sự khổ đau Chồng vợ con cái Gia đình bạn bè Bao nhiêu sự đối xử tệ bạc Trong cuộc đời chúng ta hờn chết Chúng ta cầu nguyện cho Phật Di Đà Phật A Di Đà Con khổ quá Con chỉ muốn về thế giới cực lạc Giê-đà Ngày ông thương con sao ngày sao không tiếp dẫn con đi để con khổ Thằng con bệnh đau chân cắn con nhức mỏi Sau ngày không tiếp dẫn Bộ ngài không thương con sao Phật Di Đà Phật Y Đà nói rằng Này Chuyển con <laughs> Con còn nghiệp chướng nặng lắm Chuyển à <laughs> không? Nghiệp chướng con còn rất là nặng nề Con hãy trả đi con vì chừng nào Ngài đến trước con Chừng nào ta đến Ta sẽ đến không? Con hãy niệm danh hiệu ta và yên tâm Tuy con chưa về thế giới cực lạc Nhưng Cực lạc trong tâm con đã có rồi Dù con gặp bao nhiêu sự trở ngại khó khăn Nhưng con Đã có sự an lạc của cực lạc Nếu như ở cõi này con niệm Phật Muốn về cực lạc mà con không có sự an lạc của cực lạc vì không có nhăn làm sao có quả chuyện Nên Phật A-di-đà Ngài dỗ dành chúng ta Ngài nói chừng nào Ngài đến Thì lúc đó Ngài sẽ đến Hãy lo niệm Phật đi Chúng ta là thường bị cái bệnh Là khi vui sướng Thì không muốn gì à, Khổ đau không muốn gì à. Thì Phật A-di-đà cũng rất từ bi Ngài đều chấp nhận điều này nhưng Ngài nói rằng Thờ thiết nhân duyên chưa đến Cũng như trái chuối chưa già làm sao chín ngọt hả con Từ từ đi con Thấy không Nên quý vị biết rằng là Mình mỗi ngày niệm Phật mình lễ Phật gì mình cầu sánh cực lạc Là mình đã có cái tâm của cực lạc rồi Tuy là mình trong cái ngũ trụ gác thấy bao nhiêu sự trở ngại khó khăn Nhưng mình có niềm vui Mình có nụ cười Có mà Nếu vị không có giờ này vị thức gì à Quý vị nhớ nghe Từ hôm nay mà mỗi thời tu này quý vị nên đón nghe nghe không đây là giống như những giọt nước cam lộ Mà tưới vô người mình Chứ không phải đơn giản là bị nghe xong cái tâm nó bị Nó sẽ mát mẻ vô cùng luôn Một chút bị bước ra bị Thấy cái cảm giác tung tăng tung tăng Rồi có chừng chồng nó chữ Thế gian nó ngộ lắm Nó không tu nó thấy bị vui quá Nó chịu không nổi luôn Nên ngày xưa bị thấy mình cười chưa Mình chia sẻ quá mình cười kinh khủng không Người ta đâu có chịu nổi Người ta thấy mình vô duyên vì người ta đâu có nụ cười đó với vị lố quá người ta chịu không nổi còn bây giờ vừa vừa gì thì cũng không ai chửi làm gì cười vừa vừa tại vì cái tác động của chúng ta ở xa quá còn nếu mà giờ nguyên cái vàng này mà ngồi kế bên những đức nó rình rang vỗ tay rồi nó làm ghê lắm nó làm như đứa cũng háo hức theo nên bị chửi chết mồ chứ nên thì biết rằng mình, <laughs> mình tu hành cái mình vừa được nghe nói chuyện gì mà vui quá vậy một chút bị ra nè mặt cười cười cười, cười tung tăng tung tăng trọng đó, bộ điên cái gì cười cứ khơi hoài điên mình bị cũng cười cứ khơi quậy mày vui đó phiền não kế bên hãy hết sức cẩn thận giữ cái tâm xong giữ điên hả mày cười quậy khùng cái gì đứng mình ngồi mình cũng cười trong đó mình nói tôi đã điên rồi Thấy <laughs> không tôi điên gì tôi muốn gì kịch lạc Thấy không tại vì họ đâu có biết quý vị họ đâu có biết sự an lạc của mình Giống như uống nước nóng lạnh tự biết Sao mà người ta biết được Cái niềm vui này của mình không ai hiểu được quý vị ơi Cái niềm vui này nó rất kỳ cục Cái người thế gian người ta sẽ cho mình tin Đúng không thiện nhất tâm Nó có khi mà <laughs> Quý vị nhớ nè Mình là người niệm Phật an lạc Nhớ nghe Minh Phương Người ta kêu tên mình Hay người ta không kêu tên mình Người ta tán tháng mình Hay người ta chê bai mình Mặc kệ người ta Mình đừng bao giờ dính nhau chuyện Ô, Thầy 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 đừng kêu tên con Mỗi lần thầy kêu tên con là có chuyện đến với con Tầm bảy Nghiệp tôi đến là nó đến chứ không phải kêu tên mà có chuyện đâu Nên mình được quyền tiếp nhận cái khen Và mình cũng được, được quyền tiếp nhận cái chê luôn Mình tiếp nhận hai loại này Vì trong cuộc đời khen và chê nó sẽ đi đôi nhau Nếu như chúng ta không tiếp nhận mà nó đến Chúng ta sẽ phiền não Nên khi người ta kêu tên người ta tán thán mình Thì mình phải cố gắng lên Mình đừng chấp vào đó Thì sang cái ngã Mình phải nỗ lực lên Nó mới đúng Chứ đừng bây giờ nó đừng kêu tên con Mỗi lần thì cứ tới tên con là có chuyện đến với con Nguy hiểm lắm Nó có chuyện đến nó mới biết công phu mình tu hành sao Hiểu chưa Giống như những đứa lên bờ xuống ruộng ra tới ngoài này Có niệm Phật hay không Thì lúc này mới biết Thấy chưa Ở trong chùa thì phải niệm Phật rồi Đúng rồi bây giờ ra ngoài đời thì sẽ điện thoại Bấm điện thoại đồ Vuốt vuốt điện thoại đồ chơi đúng không nó Sáng đủ cà phê đồ nó Làm cái sĩ rồi Tu tu thôi Đúng không Nhưng mà bây giờ càng tu nhiều hơn Ngày xưa ngày xưa ngày xưa ngày xưa ngày xưa ít tu không bây giờ thì thấy không mỗi ngày chấp nhận ở trong căn nhà ở trong nhà vậy niệm phật chút đi xuống cầu thang dù đi nghe vừa bước thầm nghe a di đà phật a di đà phật tự nhiên nó cảm giác nó vui thì ra cái niềm vui nó không phải đi nhiều đâu quý vị ơi mà cái niềm vui là do gì mình niệm phật mình ăn lạc mà mình nghĩ tương lai Phật hay di đà đem cái đài sen bự gì nè đem xuống đưa cho mình bước lên cái cảm giác lúc đó đó quý vị cái cảm giác lúc đó bị cảm giác nó đặc biệt dữ lắm có nghĩa là tất cả cái khổ nhỏ khổ lớn gì sẽ trả một lúc xong luôn vậy nha mình đang niệm Phật lễ Phật gì này cái khổ đau phiền não nhỏ khỏi đời này nó giải quyết mà giải quyết luôn cái phiền não vô lượng kiếp luôn vì vào ai đạt một ngày nào Quý vị hãy nghĩ Hãy đem cái đài sen Thiết là bổ súc, Để trước mặt mình Nghe nói Những đứa con bước lên với con Những đứa, đứa già Nó bước lên vì thấy cái cảm giác này Nó không đơn giản đâu vị ơi Tuyệt vời dữ lắm Cứ nghĩ như vậy thì là vì chịu thiệt thòi liền Chịu thua thiệt liền Dù người ta não hại cỡ nào vì cũng cũng vui vẻ dạ. Bây giờ chúng ta Mấy ngàn người này bắt tay vui việc đi vị Bây giờ chúng ta bắt tay vô Quyết tâm là vui trả nợ Vậy quý vị đồng ý không bắt tay vô vui chả nợ ha có nghĩa là như thế nào cũng trả nợ thương ghét gì hay là não hại gì mình cũng quyết tâm niệm phật vui trả nợ dám quý vị làm không ai làm đưa tay anh coi đời này gì cứ làm đưa cao lên chứ đưa gì mà tóc tóc kỳ cục ghê đúng không ừ. đưa hai tay luôn thấy chưa phải quyết tâm nghe quý vị Bây giờ phải bắt tay vô việc làm Rồi xong Đến ngày chúng ta về thế giới cực lạc gặp nhau rồi tâm sự Tâm sự thoải mái luôn Còn bây giờ thôi khỏi Không gặp nhau gì nữa đâu, mệt lắm Gặp gì thôi Về cực lạc đi rồi sẽ tâm sự thoải mái luôn nghe quý vị ha Quyết tâm nghe Thôi hẹn gặp nhau cực lạc đi Ai với đạo Phật Ai với đạo Phật <laughs> Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha Ai với đạo Phật Ai với đạo Phật Mm-hmm. <laughs>